Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube buôn bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em quay trở lại và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động, máy dầu, chiếc xe biển Hà Nội, tên công ty, một chủ từ đầu, biển kiểm soát 29LD06603. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 455 triệu. Một chiếc xe đời 2016, chất xe khá là xuất sắc so với đời 2016. Tính đến nay là sử dụng được 4 năm mà chiếc xe này chạy 6 vạn, một dàn lốp còn theo xe. Tên tư nhân, một chủ từ đầu, cam kết xe không đâm va tai nạn, biến dạng ô tô vừa kính vừa đèn. Và đồng vỏ sơn zin còn khá là nhiều, sơn zin còn đến 95%. Và các đồng đường nét rất chi là căng. Và xe chạy chưa hết một dàn lốp khá là dày. Xe có bảo hiểm thân vỏ đầy đủ, tên công ty, xuất hóa đơn. Vâng, em xem một chiếc xe khá là mới và ưng ý với một chiếc D-Max. Chất xe sơn zin khá là nhiều, dập vào bóng này, quý anh chị nhìn này, sơn zin nó rất chi là bóng. Và cái đường gân, cái đường gân của chiếc xe này nó rất chi là mới và căng, đồng vỏ nó cực kỳ mỏng. Một chiếc xe nhập nguyên chiếc Thái Lan đời 2016 đấy. Và toàn bộ thông số lốp đều là lốp theo xe. Và lát này em sẽ quay giấy tờ cho quý anh chị xem, một chủ từ đầu. Đây, toàn bộ về lốp này, lốp theo xe rất chi là dày. Và đây là cái đát lốp 2015, một dàn lốp còn nguyên. Và toàn bộ lốp scua rất chi là đẹp. Và chassis không có dấu hiệu bị han gì, khung gầm rất chi là đẹp, cam kết 100% không đâm va, biến dạng ô tô vừa kính vừa đèn. Toàn bộ nguyên một dàn lốp khá là đều và rất chi là dày theo xe. Đây, lốp phía trước cũng thế, toàn bộ đát lốp 2015 hết toàn bộ. Xe sản xuất 2016 dùng lốp 2015 là chuẩn. Vâng, toàn bộ đèn bi salon rất chi là sáng này và đẹp, cụm đèn pha nguyên bản từ đầu, mặt ca lăng nguyên zin. Một chiếc xe chạy 6 vạn, chất xe khá là xuất sắc. Tên công ty, một chủ từ đầu, không chạy đi công trường nên là cái phần gầm này rất chi là đẹp và mới. Đấy. Một chiếc xe hàng tuyến, bên em vừa mới tuyến về, rất chi là đẹp. Sơn zin toàn bộ. Và mặt ca lăng rất chi là bóng đẹp đấy ạ, toàn bộ nguyên bản hết từ đầu. Đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 3 năm 2021. Và toàn bộ phía đường bộ đóng song song nên là kính đèn nguyên zin hết, toàn bộ thông số kính đều năm 2016 hết đấy ạ. Toàn bộ về thông số kính này, em quay cho quý anh chị xem. Toàn bộ kính thông số 2016 của hãng Isuzu. Vâng, đây kính phía sau cũng thế, toàn bộ là 2016. Vâng, và đây em quay giấy tờ rồi, quý anh chị xem. Tình trạng giấy tờ là tên công ty. Tên công ty đây ạ. Đấy, tên công ty, công ty nước ngoài liên doanh với Việt Nam. Và toàn bộ Hà Nội đăng ký ngày 22 tháng 3 năm 2016 cùng với ngày cấp lần đầu tháng 3 2016, nên là chiếc xe này là tư nhân, một chủ từ đầu. Và xe đăng kiểm sản xuất đây. Về xe sử dụng động cơ 2.5, động cơ 2.5. Và xe sản xuất năm 2016. Và toàn bộ xe thì được trang bị thêm bảo hiểm đây, bảo hiểm thân vỏ của chiếc xe. Đây là bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tự nguyện của chiếc xe. Đây, bảo hiểm tự nguyện. Và bên cạnh là bảo hiểm thân vỏ đây, 8.250.000 tiền bảo hiểm thân vỏ của chiếc xe. Vâng, về phần lót thùng phía sau thì toàn bộ xe được trang bị thêm nắp thùng cao. Và lót thùng hai bên thành khá là đẹp, nguyên bản không chở hàng, rất chi là đẹp. Toàn bộ đèn hậu phía sau là nguyên zin. Và ốc, toàn bộ chỉ được cốp phía sau này và ốc là nguyên bản từ đầu. Xe rất chi là đẹp. Và toàn bộ ốc đèn hậu bên phía sau cực kỳ đẹp và nguyên bản. Với một chiếc xe, một dàn lốp còn theo xe. Sau đây em quay về cái phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Về toàn bộ nội thất bên trong được trang bị ghế nỉ nguyên theo xe và rất chi là mới đây. Đây bác nhìn cái ghế này này, rất chi là mới và căng. Nên là chiếc xe sử dụng rất ít, chất xe chạy 6 vạn cây số chuẩn. Vâng, toàn bộ hàng ghế bên phụ cũng thế, rất ít ngồi nên là hầu như rất chi là đẹp. Vâng, đây là toàn bộ táp ly, bàn thờ của chiếc xe.
điều hòa auto và xe sử dụng động cơ 2.5 công nghệ mới nên là rất chi là êm. Và củ số đây, các bác nhìn cái củ số này cực kỳ đẹp. Xe được trang bị thêm màn hình DVD. Đấy. Về cây số là 6 vạn đây, 6 vạn. Cây số chuẩn với quý anh chị 6 vạn 093. Cây số rất chi là chuẩn và gương kính chỉnh điện, tích hợp vô lăng đầy đủ hết. Gương kính chỉnh điện ạ. Gương cụp sụp xà điện và tích hợp vô lăng. Với cái vô lăng chất xe 6 vạn này, khá là mới, cực kỳ đẹp. Không có dấu hiệu bị mòn, bóng khí nguyên zin. Đấy. Toàn bộ bàn đạp phanh ga rất chi là mới và đẹp. Hàng ghế cực kỳ đẹp đây. Quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em chuyên thu mua về các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Vâng, đây toàn bộ các cái đinh tán đinh dập của cái cánh cửa này sơn zin hết toàn bộ, rất chi là mới. Đấy, bậc lên xuống này, bậc lên xuống thế đây. Và hai cái cột tai hầu như là rất chi là mới và sơn zin. Cái chất xe nó cực kỳ sạch đẹp. Toàn bộ thông số kính đều là năm sản xuất của xe. Đây, toàn bộ kính lái năm sản xuất 2016. Nên là quý vị anh chị yên tâm về cái xe. Bên em đã kiểm tra không có dấu hiệu bị đâm va. Và bậc lên xuống đây, bậc lên xuống từ phía sau và hàng ghế phía sau này, cực kỳ mới và đẹp. Các bên bậc lên xuống này sơn zin hết và thành khe đường gân rất chi là căng. Đấy, tay nắm mở cửa rất chi là đẹp, không có dấu hiệu bị sơn lại. Về toàn bộ các cái đinh bấm là nguyên zin, kính đèn là nguyên bản, trần này nguyên bản theo xe. Và hai cái chăn nắng nó còn nguyên giấy ni lông đây, nên là khá là mới. Với vô lăng chạy 6 vạn cực kỳ đẹp, củ số cũng thế. Toàn bộ củ số vô lăng 6 vạn, củ số 6 vạn. Phanh tay, tì tay này, cực kỳ đẹp. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ là đều đinh tán đinh dập và ốc là nguyên bản hết từ đầu. Tay nắm mở cửa khá là đẹp và mới. Đây, ốc tai và ốc các sườn đây sơn zin hết toàn bộ. Ốc nguyên bản hết từ đầu. Tem mác nhà máy nguyên zin. Toàn bộ kính không có dấu hiệu bị rạn nứt, tay nắm mở cửa khá là mới đẹp và mới. Một chất xe chạy 6 vạn, 4 năm chạy 6 vạn khá là đẹp và mới đấy ạ. Hàng ghế rất chi là căng và đẹp đây. Vâng, với đây là cái phần cabo của chiếc xe. Toàn bộ phần ốc, đèn và ốc tai, ốc cabo là nguyên zin. Và đèn pha rất chi là sáng, mặt ca lăng nguyên bản từ đầu. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây. Xanh, đỏ, vàng còn nguyên hết toàn bộ. Và mặt đèn này nguyên zin, ốc đèn chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Toàn bộ ốc đèn chưa có dấu hiệu, ốc tai này. Một chất xe khá là mới và đẹp. Đấy, ốc cabo nguyên zin, chỉ cabo không có dấu hiệu bị làm lại. Và cái che nắng này rất chi là vuông vắn và đẹp này. Đường gân này chỉ khất rất chi là mới, tem mác của nhà máy nguyên zin từ đầu. Về chất xe thì chất máy thì 6 vạn thì quý anh chị yên tâm rồi. Cam kết 100% là máy nguyên zin, không có dấu hiệu bị tháo lắp. Sơn đánh dấu 7 màu và cổ bô rất chi là sáng đây. Cổ bô 6 vạn, cực kỳ sáng và đẹp. Phanh ABS của chiếc xe. Vâng, và đây là lúc động cơ đang hoạt động đây. Chạy khá là êm. Động cơ 2.5 Isuzu D-Max. Giá bán là 455 triệu. Quý anh chị nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.